Quay trở lại với Live Store Channel. Sau đây mình xin review áo khoác cao cấp chính hãng OSOU nha anh em. Mình hay gọi là OSO, là nó một cái local brand của Trung Quốc, rất là đẳng cấp luôn. Cái chất áo rất là dày. Thì mình order cho về cho em khách tên là Vân Hoàng, thì Hoàng đã mua trên dưới 5 sản phẩm bên mình rồi, toàn là áo cao cấp không ạ. Cho nên là rất là cảm ơn em Hoàng. Thì mình quay review để gửi cho em Hoàng coi. Và em Hoàng đã chưa kịp nhận áo thì em bà Hoàng chuyển khoản hết 100% cho mình luôn, thì rất là vui anh em. Thì những áo này á, những áo khoác vest jacket bên Lava Store á, thì mình tuyển chọn rất là kỹ. Trước khi mà mình giao dịch với một bên brand nào á, thì mình đều phải biết cái áo nó như thế nào hết, và người ta phải cam kết cái size khách mặc á, là ví dụ nặng cao 1m8 100kg như em Hoàng á, thì mặc có được hay không, thì người ta chừng nào người ta chốt là ok ở Việt Nam mặc được thì mình mới bỏ tiền mua nha anh em, cho xuống tiền mua là 100%, chứ không có phải là cọc trước, mình mua là full tiền luôn. Có khi nhận khách ở Việt Nam á, thì chỉ nhận có vài trăm ngàn hay là không có nhận cọc đối với khách quen, nhưng mà đối với mình mua của hãng bên Trung á, thì mình buộc phải cọc, mình mua full tiền và không có trả lại được. Cho nên là những cái áo mà mắc tiền như vậy là người ta làm limited á, giới hạn á anh em, thì không có nhiều. Nói chung là hết size rồi thì rất là lâu, hoặc là không bao giờ người ta restock là làm lại cái áo này nữa. Cho nên em Hoàng mua được cái sản phẩm OSO á, là vào cái dịp này á, cái mùa đông, có thể nói là cận đông rồi anh em. Và Noel sắp tới rồi, là sắp tới là đỉnh của mùa đông, thì có thể đi mặc vô đi Noel hay là đi Đà Lạt này kia chơi rất là phù hợp nha. Nói chung cái áo này á, cái chất của nó là chất vải len dạng rất là dày luôn, chuyên dành cho áo khoác winter jacket, là những áo khoác mùa đông. Và bô thun của nó thì cũng rất là lớn, và cái bản thêu của này nọ của nó làm cho áo chứng tỏ một cái design rất là, nói chung á, nó mang cái màu sắc cổ điển winter style của Á Đông, nhưng mà nó rất là hip hop luôn, nó rất là underground, giống như bây giờ cái màu sắc bây giờ rap này kia, nhạc rap này kia lên ngôi á, thì những cái con áo này anh em mặc bây giờ nó là một cái trào lưu mới, một cái xu hướng mới rất là trẻ trung và năng động luôn, và cũng không kém cạnh là rất là nhìn nó rất là fashion. Và trên cái áo nó có design một cái hình rất là khó nhìn, nhưng mà mình nghĩ cái đó là đó là một cái con bù lông anh em, cái con ốc vặn vô á đó, OSO đó, thì nó có giống như là cái con ốc vặn vô. Thật ra cái chữ này á, cái chữ tên hãng nó là OSOU như này, nhưng mà mình đọc giống như là OSO, giống như dầu vậy, rồi đọc OSOU cái tên của người ta mà không biết đúng đọc đúng không luôn á. Rồi bây giờ quay vô cận cảnh chi tiết nè, nãy giờ quay vô toàn cảnh lâu rồi đó, quay cận cảnh chi tiết vô nè. Cái logo của hãng này thấy không? Đó, OSOU hoặc OSO gì đó. Thì logo brand này quá đẹp, với cái design bắt như thế này, thì mình đang lên Lava Store, thì em Hoàng một sau một thời gian khoảng mười mấy 20 ngày suy nghĩ đã là chốt con này với mình luôn đó. Mình order về tới nơi thì mình lo ship cho em Hoàng luôn này. Thì cái tranh thủ quay cho anh em coi để có một cái review đẹp nhất, chi tiết, và chắc có lẽ là không có seller nào mà làm như mình, một mình thôi, để mình quay tại sao trân trọng khách hàng anh em ơi. Trân trọng khách hàng là thứ nhất, thứ hai là mình quay để làm tư liệu để bán cho khách mới nữa. Có những người muốn coi thì người ta đâu có lấy gì coi đâu, thì những cái video này rất là quý đối với những ai mà có bỏ tiền mấy triệu mà mua local brand nước ngoài á, thì họ tin tưởng nha anh em ơi. Đó rồi, OSOU một local brand làm quá đẹp, và cái ống tay áo nó bằng da này mà, tại vì mình không có nói chi tiết vô những cái chi tiết được, tại vì nó là tiếng Trung hơi ngại nhạy cảm ha, mình không nói mấy cái đó, mình nói về cái design quá đẹp của nó thôi. Ok, và đây là những cái chữ thập trên áo, chữ thập lồng cái nền màu xám bên trên cái tay áo là cái màu be, cái màu be có nghĩa là một cái màu vàng mà ánh sữa, người ta thường hay gọi là màu be nha anh em. Màu be là màu vàng ánh sữa nha. Đó, anh em có thể thấy cái logo chữ thập với nền màu xám đẹp, đẹp lông rất là đẹp và cầu kỳ chi tiết luôn, nó dập ở trong á. Rồi cái bo thun nào rất là lớn luôn, mình ít khi nào thấy một bo thun nó lớn như vậy đó, ít khi nào nó lớn và dày như vậy.
hàng hiếm ha. Cái này là mới 100% nhập từ hãng về, không phải là mua high end, không phải là mua cái hàng đã qua sử dụng nha, anh em lưu ý. Và cái hàng không phải hàng phách, cái hàng người ta có cái thương hiệu người ta bán đàng hoàng ra thế giới nha, không phải mà bán hàng phách mà nhập chính ngạch, không phải nhập mua lậu nha. Đó, anh em phải lưu ý kỹ vậy đó. Đó, ok, chất da của nó là da BU, trên tay da BU màu be, nãy mình quên giới thiệu. Da BU là một cái loại da mà cao cấp, rất là đàn hồi, cực kỳ là dẻo và nó không có nứt theo thời gian, cũng như là ví dụ nước mưa hay là anh em mới treo tủ rồi bỏ lâu lắm rồi này kia, nó không có bị nắm mốc và cũng không có bị nứt giãn theo thời gian, anh em hiểu không? Đó là đặc tính của da BU, là cái loại da cao cấp hàng đầu trên thế giới về loại da nhân tạo. Nó là cái loại da mà tốt nhất, nó hơn da Simly, nó hơn cái da mà để mà làm giày da mà giá rẻ này kia này, nó hơn luôn, chứ không phải là nó giống đâu. Cái da dày là một cái loại da Simly, cái loại da nhựa cấp thấp. Còn có những cái loại giày da cao cấp là làm bằng da bò, da dê, nhưng mà đây á là da BU luôn. Tức là có loại da nhân tạo là xịn nhất thế giới rồi, không có loại da nào hơn nữa. Nó chẳng qua có là da BU dày hơn, hoặc là da BU mỏng hơn để làm cho áo thoát mát hơn, hoặc là làm cho áo tăng tính giá trị và ngầu hơn thì làm da dày hơn. Chứ da BU là không có da nào hơn nó nữa. Anh em hiểu không? Ok, bao thun dưới cũng rất dày, cực kỳ dày luôn. Đó, chị quay kỹ cho anh em coi. Rồi, mặt lưng nãy giờ coi mệt rồi đúng không? Mặt lưng coi mệt rồi đúng không? Rồi, quay mặt trước cho anh em coi luôn. Rồi, thứ để đảo áo lại cho anh em. Bởi vì mình bị thương nên mình không có cầm cái điện thoại trực tiếp quay nó bằng miệng được, mình là phải nói qua micro. Cho nên là anh em có thể nghe cái tiếng nó bị mồm á, bị nói cái âm thanh mồm á, khó nghe ha. Nhưng mà anh em cứ nghe để mà lấy những thông tin cần thiết. Khi mà mình mua cái áo mấy triệu mà mình phải biết cái áo nó như thế nào bên ngoài, mình phải biết cái chất liệu nó như thế nào và cái nó từ đâu, nó xuất xứ như thế nào, người ta review tới đâu, nó là chất gì thì mình biết được mình mua. Chứ mình không biết sao mình mua được anh em, đúng không? Tất nhiên nó là cái tất yếu, là anh em phải biết cái sản phẩm của mình trước khi mà cầm trên tay, sờ hoặc là mặc vô, là anh em phải biết nó như thế nào đã. Cái đó là người ta có hàng của mình muốn rất muốn biết, rất muốn khách của mình biết tất tần tật về áo trước khi người ta bỏ tiền mua hoặc là cặp cho mình á, người ta cũng khỏi lo. Bởi vì mấy triệu đồng là anh em biết một con áo nó bằng một tháng lương của người thường á ha. Một tháng lương anh em nghĩ là làm bình thường từ 6 đến 10 triệu đúng không? Có những người lương tháng chỉ 3-4 triệu bằng cái áo này thôi à. Làm quần quật một tháng đồng vậy á, chỉ có 3-4 triệu đồng thôi. Cho nên là mình phải trân trọng cái những toàn tiền của khách hàng, thì mình mới bán lâu 8 năm nay là mình mới được anh em ủng hộ lâu như vậy ha. Ok, anh em đây là mặt trước toàn cảnh của nó, và bây giờ mình tiếp theo là giới thiệu thêm vô những cái chi tiết rất là đặc sắc luôn. Nó có chữ OS ở bên, nếu mà cái người thẳng đứng thì nhìn là bên ngực bên tay trái, nhưng mà khi mình dòm cái camera là ngực bên tay phải ha. À, nó theo và nó theo rất là tinh xảo ở cái chỗ là nó trần bông, nó theo xong nó trần bông nổi lên, nó giống như 3D. Đó là kỹ thuật theo 3D mới nhất để làm nổi cái một cái logo hay là một cái hình sticker hay gì đó, là cái một cái đặc điểm mà những cái áo cao cấp mới có, những áo đặc biệt mới có. Ok, rồi quay qua bên rồi cái đó là tiếng Trung thôi, mình ngại mình không có nói với cái tiếng Trung này. Cái này thì anh em chấp nhận bởi vì logo người ta và nói chung anh em chấp nhận thôi ha. Ok, quay lên cái tác hãng này. Thì cái tác hãng Oxyl á, Oxyl này là một cái theo mình thấy á, nó là một local brand lâu đời ở bên Trung, nhưng mà người ta không có đầu tư làm lớn ở tất cả thành phố, mà nó chỉ có mặt ở 2-3 thành phố ở Trung Quốc thôi. Và chủ của nó là một cái người mà bên cái người làm may mặc lâu năm, có một cái công ty lớn lắm, nhưng mà Brazil là một cái mặt tiền để người ta giao dịch quốc tế này thông qua cái thương hiệu áo này. Đó là mình biết vậy đó, tại vì trong cái tờ đăng ký của người ta bên đó thì mình đọc thấy vậy, người ta có giới thiệu về cái brand của người ta sự ra đời á, thì mình biết. Cho nên cái áo này anh em nhìn em mà khi mà mình hay là những seller khác mà bán cái áo này á, mình biết rất nhiều người thích luôn, mình biết rất nhiều người thích và săn đón tìm áo này mua luôn. Cho nên là mình đã may mắn đã là có đơn của Văn Hoàng và anh đã về được con này, rồi kết hợp là mình đã chốt với hãng mấy con nữa để mà về theo cái deal mà mua được cái con này mà cho cái giá cho Hoàng á, thì bắt buộc anh cũng phải mua thêm mấy con nữa rồi ha. Ok, đây là con Oxyl, vừa quá là đẳng cấp luôn.
từ cái cúc áo cho đến cái chất liệu, cái tay áo hay là cái cổ áo, nó không còn gì để nói nữa. Nó là một cái sản phẩm hoàn hảo. Anh em có một cái mặc định gì đó trong đầu, nói hàng local brand Trung hay châu Á, mình là Ái này kia, anh em mua hàng Mỹ hay châu mình không biết, nhưng riêng gần đây, những năm gần đây, những local brand của Trung hay là của Á Châu, của Hàn Quốc và Nhật rất là đỉnh luôn, kể cả Việt Nam. Cho nên yên tâm, cái gì đặt cao cấp nhất thì mình lựa để mình bán cho anh em. Tại vì local brand không, này không phải của mình sáng tạo ra, cho nên mình chỉ cho là trung gian thôi. Mình cũng như các bạn là người mua, cho nên đừng lo, đặt của mình giống như mình đã chịu trách nhiệm mua rồi đó, thì mình phải chịu ha. Ok, hãy đến với Lava Store để mua những con áo đẳng cấp như vậy, với liên lạc qua facebook.com/lavastore.clothing hoặc là instagram.com/lavastore.clothing. Anh em có thể gọi Zalo hoặc là inbox trực tiếp cái đó để gặp riêng chủ shop, là mình là 0783490288, mình là Phi nha. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau.